Rồi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Mẹo Hay iOS và Android. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn ba cái ứng dụng Android khá là thú vị và hữu ích. Các bạn cũng nên thử một lần nhé. Mời các bạn cùng theo dõi video với mình. Rồi, chúng ta đến với cái ứng dụng đầu tiên nhé. Thì ứng dụng này sau khi mà các bạn cài đặt và thiết lập đó, nó sẽ tạo cho các bạn một cái thanh chích G ở bên phải này nè. Các bạn có thể đặt cái thanh này bên phải và bên trái tùy chỗ nha. Thì khi mà chúng ta bấm vào cái thanh đó thì các bạn có thể tạo được một cái dạng sidebar theo hình rẽ quạt như vậy nè. Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập nhanh vào những cái ứng dụng bằng cái thanh rẽ quạt này. Ví dụ mình sẽ mở CS Play. Thì đây, cái ứng dụng mà mình giới thiệu các bạn đầu tiên đó chính là Cycle Sidebar. Thì sau khi mà các bạn cài đặt rồi đó, chúng ta sẽ mở nó lên. Thì lúc đầu á, nó chưa có mở cái server lên thì nó là màn hình nó như vậy. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây để cài đặt cái những cái chức năng của nó. Thì hai cái dòng ở trên thì chúng ta để nguyên cho nó nha. Còn cái chỗ mà chích G option nè, thì các bạn chọn cái dòng này để sau chích G arena là nó sẽ hiển thị cái chỗ chích G cho các bạn xem. Còn chỗ mà set dimension này nè, chúng ta sẽ chỉnh cái chỗ hay này, các bạn sẽ chỉnh cho nó khoảng tầm 10 hoặc 20 tùy theo các bạn nha. Này nó là cái độ rộng của cái chích G đó, nó dài hay ngắn là tùy theo các bạn chỉnh ở đây. Còn cái chỗ thứ hai là cái độ dày của cái chích G đó, để các bạn dễ dàng mà bấm vào thao tác. Thì mình thì chọn 25, các bạn có thể chọn lớn hơn tùy thích. Còn chỗ position này là cái vị trí của cái chích G đó, các bạn có thể là ở trên, ở dưới và ở giữa. Còn các bạn chọn 50 thì nó nằm chính giữa đây nha. Rồi, tiếp theo thì cái màu chích G này các bạn có thể chọn màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen thì tùy nha, tùy theo cái cách nhìn của các bạn thôi. Còn cái chỗ mà chích G size này các bạn có thể chọn bên phải hoặc là bên trái, right là phải, left là trái. Cái chỗ chích G method này là các bạn có thể chọn là cách mà chúng ta tương tác với cái chích G. Thì mình chọn click nha. Còn các bạn có thể chọn là swipe hoặc là hold gì đó thì tùy. Rồi sau khi mà chúng ta đã thiết lập xong thì các bạn trở ra. Lúc này thì chúng ta trở ra thêm một lần nữa. Bấm vào cái chỗ hình tròn ở đây để chúng ta kích hoạt cái server của cái phần mềm Cycle Sidebar này lên. Thì lúc này cái chích G các bạn cài đặt nó đã xuất hiện bên phải này rồi nè. Thì các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ cần bấm vào tùy theo cái thao tác lúc nãy các bạn chọn nó nha. Thì các bạn bấm vào và chúng ta sẽ vuốt cái hình rẽ quạt này để chúng ta tìm tới cái ứng dụng mà chúng ta cần truy cập nhanh. Ví dụ đây mình truy cập vào cài đặt nè. Còn đang ở trong cài đặt mình muốn truy cập vào cái chỗ ứng dụng khác thì chỉ cần bấm vào đây và mình bấm tiếp vào cái ứng dụng khác thôi, khỏi cần phải thoát ra cái màn hình chính. Ra cái ứng dụng này nó khá là hữu ích để cho chúng ta có thể truy cập nhanh giữa những ứng dụng này với ứng dụng khác nha. Đây, rất là tiện lợi luôn. Thì ứng dụng này là ứng dụng mà miễn phí nha các bạn, thành ra là khi mà chúng ta sử dụng á, đôi khi nó sẽ có những cái quảng cáo nha, nhưng mà nó cũng không nhiều đâu. Thì các bạn có thể sử dụng mà bình thường, cũng không có vấn đề gì khó khăn lắm. Rồi, chúng ta sẽ qua đến cái ứng dụng thứ hai nha. Thì ứng dụng này hỗ trợ cho chúng ta tạo được nhiều ứng dụng trong cùng một socket. Để chúng ta chỉ cần bấm vào một socket và chúng ta có thể truy cập vào nhiều ứng dụng khác nhau. Nó như thế này đây. Thì khi mà mình bấm vào một cái socket này, mình có thể đặt cho nó là bốn cái tác vụ nè. Một là cài đặt đây. Còn tiếp theo mình muốn truy cập vào ứng dụng khác như là YouTube thì cũng bấm vào đây và truy cập một cách đơn giản như vậy. Hay là Zing MP3 hay là CS Play gì đó. Thì cái ứng dụng này tên là Pinned Socket. Thì các bạn có thể tải trên CS Play nha. Thì sau khi mà chúng ta tải vào rồi thì bạn bấm cài đặt. Lúc này ở trên màn hình chính của nó có một giao diện giống như vậy đây. Thì mình thêm bốn cái ứng dụng của mình ở đây nè. Còn nếu mà các bạn muốn thêm cái ứng dụng khác thì các bạn bấm vào Add App ở đây. Và chúng ta sẽ tìm những cái ứng dụng trên thiết bị của các bạn và các bạn sử dụng nhiều đó, để chúng ta đặt nó vào cái chỗ mà socket này, để chúng ta có thể mà dễ dàng và truy cập vào khi cần thiết. Đây, còn ví dụ như bây giờ trên màn hình này là nó đã có 5 socket, mình muốn di chuyển cái Google lên trên thì chúng ta bấm giữ vào đây và kéo nó lên trên. Rồi, lúc này chúng ta thoát ra, muốn sử dụng những cái ứng dụng nhanh trong socket thì chúng ta chỉ cần bấm vào nó một lần và chọn vào nó thôi. Đó, thì cái này nó hỗ trợ cho chúng ta cũng truy cập nhanh vào những cái ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng đó. Chúng ta tạo một cái socket mà chúng ta pinned nó lên đây, để chúng ta có thể truy cập nhanh vào những cái ứng dụng một cách dễ dàng và không cần phải tìm kiếm tất cả những cái ứng dụng trong danh sách. Rồi, chúng ta đến với ứng dụng tiếp theo nha. Thì như các bạn đã biết, trên một vài dòng máy Xiaomi đó, khi mà chúng ta chụp ảnh màn hình thì chúng ta có cái tính năng là thêm khung thiết bị, nhưng mà không phải là cái máy nào cũng có. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng trên cái CS Play mà chúng ta có thể tạo được những cái hình ảnh chụp màn hình giống như vậy nè. Chúng ta có thể thêm khung được thiết bị để chúng ta có thể chia sẻ cho người khác nhìn, nó cũng khá là thú vị và đẹp mắt hơn. Rồi, thì cái ứng dụng này các bạn có thể tải trên CS Play với cái tên là Snap Mode nha. Thì sau khi mà chúng ta tải về rồi thì các bạn bấm mở nó lên. Lúc này các bạn bấm vào cái dấu ba gạch ở dưới góc trái nè. Thì chỗ model này chúng ta sẽ chọn cái model tùy theo thiết bị nha. Xiaomi nè, hay là Google nè.
thì nó đưa ra cho chúng ta một vài những cái lựa chọn cho những cái dòng máy mà các bạn muốn thêm khung vào cái ảnh chụp màn hình nha. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ với những dòng thiết bị Xiaomi nè, nhưng mà các bạn lưu ý không phải là máy nào cũng có đâu nha, tại vì những cái máy này nó hỗ trợ, nó cập nhật thì cũng chỉ có một vài máy thôi. Thì nếu mà máy của các bạn đang sử dụng không có tên trong danh sách của những thiết bị ở đây thì chúng ta sẽ đợi thêm một thời gian để xem cái nhà sản xuất nó có cập nhật thêm vào cái ứng dụng này không. Còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái mẫu đồ khác. Ví dụ như ở đây mình sử dụng cái Mi 3 nè, thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ có giao diện giống như vậy. Thì các bạn bấm vào cái chỗ này một lần nữa và lúc này chúng ta sẽ chọn tới cái bức ảnh chụp màn hình mà các bạn muốn thêm khung đó. Thì các bạn chọn cái ảnh chụp màn hình nào đó thì nó sẽ đưa vào đây. Lúc này thì chúng ta chỉ cần bấm lưu lại ở đây thôi là nó sẽ lưu cái bức ảnh chụp màn hình này vào cái thư viện của thiết bị. Rồi với những dòng thiết bị khác thì cũng tương tự thôi. Google thì nó cập nhật tới Google Pixel 5, Vivo thì chỉ có 3 dòng, Oppo một vài dòng gì đó, Meizu thì hơi nhiều, Samsung, Sony. Thì tùy theo các bạn sử dụng cái thiết bị nào thì các bạn sử dụng cái phần mềm này để chúng ta có thể thêm khung thiết bị nha. Nhưng mà lưu ý thì đối với những cái máy như K40 Gaming của mình nè, không có trong cái danh sách này. Mình bấm vào Xiaomi thì mình không thấy K40 Gaming, nhưng mà nó có K20 đó. Thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái model nào mà nó cùng cái độ phân giải màn hình với máy bạn cũng được. Ví dụ như Mi 3 nè, độ phân giải là 1080x2340 nè, thì mình cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái khung này để mình thêm những cái hình ảnh chụp màn hình của cái thiết bị K40 Gaming vào, nhìn nó cũng rất là đẹp. Rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ được cái những cái bức ảnh chụp màn hình này cho người khác, nhìn nó cũng thú vị hơn là chúng ta chỉ chụp màn hình như vậy thì trông nó không được đẹp cho lắm. Trên K40 Gaming thì nó không có cái tính năng là thêm khung thiết bị nha. Đó, thì đối với những dòng máy Xiaomi mà có cái tính năng thêm khung thiết bị thì không cần thiết. Nhưng mà đối với những dòng máy không có thêm khung thiết bị thì chúng ta phải sử dụng cái phần mềm Snap Mode này. Rồi, vậy là mình vừa điểm qua ba cái ứng dụng Android khá là thú vị cho các bạn để có thể trải nghiệm và sử dụng. Thì nếu mà các bạn thấy những cái ứng dụng này hữu ích thì có thể tải về và trải nghiệm nhé. Rồi video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.